Em xin chào anh chị em và cô chú đang theo dõi kênh em nha. Thì hôm rồi cũng có anh hỏi em về cái vấn đề phòng ngừa cái bệnh cho con tròn á, phòng ngừa tiêu chảy rồi phòng ngừa bệnh tật này nọ. Thì bên trại em thì không có chích vaccine hay là gì đâu, bên trại em thì áp dụng cho cái khẩu phần ăn hàng ngày cho con tròn hương luôn. Thì hàng ngày thì bên em sẽ bỏ thuốc vào trong nồi cháo á. Thì cái thuốc này là canxi với bê cơm lách nó, thì hai thứ này thì em sẽ bỏ vào nồi lúc cháo nguội nha, lúc cháo mắm anh chị em cô chú mình, thì mình sẽ trộn lên, trộn đều lên, rồi sau đó mình sẽ múc ra, mỗi một con sẽ được một giá như vậy, một giá cháo như vậy nha. Thì mỗi một con sẽ được một giá. Thì hàng ngày chiều nào thì chiều tối tầm này là tầm khoảng 5 giờ rưỡi 6 giờ rồi, thì mỗi con sẽ được ăn một giá như vậy. Thì bên em là không có chích vaccine hoặc là phòng bệnh ngừa bệnh gì đâu, bên em thì áp dụng theo kiểu mình phòng bệnh ngừa bệnh hàng ngày luôn cho chắc đó. Thì con tròn mình nó khỏe mạnh lắm anh chị em cô chú, cái bê cơm lách đó, nó có nhiều dinh dưỡng lắm, bổ sung kích thích thèm ăn thì tăng trưởng bóng mượt đẹp tròn á. Thì mình áp dụng hàng ngày như vậy luôn cho con tròn mình nó khỏe mạnh, nó ăn uống rồi nó cũng phát triển tốt hơn. Thì anh chị em cô chú thấy tròn em thì cũng biết rồi, bóng đẹp lắm. Thì hàng ngày mình áp dụng luôn luôn mình cho nó ăn đó. Cái canxi thì cho nó đủ chất dinh dưỡng hơn, thì mình chọn vào lúc mà cháo nó nguội nha, cháo hơi ấm ấm thôi nha, chứ mình đừng có chọn lúc cháo nóng thì nó sẽ bị thuốc nó sẽ bị mất tác dụng đi, nó sẽ không tốt cho con tròn mình, nó sẽ vô hiệu quá. Thì lúc đó mình chỉ áp dụng cho lúc cháo nó còn ấm ấm á, mình chọn vào hàng ngày luôn để mình bổ sung cho con tròn mình thêm cái dưỡng chất đó anh chị em cô chú thấy không, lông lá nó bóng mượt nó đẹp lắm đó. Thì như vậy đó, mình phòng phòng bệnh hơn là trị bệnh đó. Thì cũng có anh hôm rồi hỏi em là chia sẻ cái cách để mà trị bệnh đường ruột trong tròn, thực sự á con tròn nó bị đường ruột rồi là thua nha anh chị em cô chú mình, có trị bệnh đi nữa nó cũng bị ủ bệnh nè, nó cũng có được khỏe mạnh đâu, sinh sản nó cũng kém à. Thay vì như vậy á thì mình áp dụng vô cái công thức hàng ngày luôn, là mình chọn canxi rồi bê cơm đất ADE vô. Thì nói chung là cái con tròn mình cho ăn hàng ngày vậy là nó quen luôn nha anh chị em cô chú. Nhiều khi anh chị em cô chú áp dụng theo em á, khi vô cái con tròn của mình thì nó hơi kén ăn, mấy tuần đầu thì nó lạ lắm, nó không chịu ăn đâu, nhưng mà nó ăn được rồi thì đầu nó quen rồi thì nó mới chịu ăn nha. Đó, thì anh chị em cô chú thấy chồng không, chồng là cái tơ nè, con này gần 5 kg á, nó ăn đủ dưỡng chất thì nó bóng đẹp lắm đó. Sáng sủa rồi mướt nữa, thì mình cho ăn như vậy đó. Thì cũng có anh hỏi em cũng chia sẻ thêm chút vậy, thì em sẽ cố gắng. Thì hàng ngày thì anh chị em cô chú có comment hỏi em thêm gì thì em cũng sẽ quay những cái clip mới á để mình góp ý thêm, mình giao lưu cho phát triển về con trồng hương cho nó mạnh đó. Thì anh chị em cô chú thấy con tròn em con này cũng như con nào, nó ăn đủ đủ chất đủ dinh dưỡng là nó bóng mượt đẹp lắm đó. Thì mình cứ dễ thôi, sáng tầm thì có anh chị em cô chú cũng theo dõi clip em này cũng sẽ biết à. Thì sáng thì tầm 9-10 giờ bắt đầu là em nấu cháo rồi, nấu cháo bắt đầu là tầm khoảng chừng 2 giờ, 2 giờ là cháo nó bắt đầu cũng ấm ấm rồi đó. Thì mình nấu khoảng chừng, bên mình thì mình nấu cháo bằng củi, thì nó sẽ hai cháo nó sẽ nở đều ngon hơn đó. Nó sẽ dẻo hạt cháo ngon hơn. Bắt đầu là chiều thì nó sẽ ấm ấm rồi là mình trộn thuốc vào bê tông đất ADE canxi đó, thì ba thứ đó vào là cho con tròn mình ăn tốt lắm nha anh chị em cô chú mình, bóng mượt đẹp lắm nè. Con nào cũng như con nào hết trơn. Thì cũng có nhiều anh chị em cô chú cũng theo dõi kênh em, thì cũng có đứng chạy em mày cũng biết rồi đó. Thì mình chia sẻ cho anh chị em cô chú mình làm cho nó phát triển cho nó tốt hơn, cũng đơn giản hơn, không có gì khó đâu đó. Thì cũng vậy thôi đó. Thì nhưng mà con trò mình chăm sóc á anh chị em cô chú mình á, áp dụng vô nếu mà cho ăn cá được á thì cho ăn cá nha, đừng nên cho ăn gà với vịt đồ á, hổi heo đồ,
những cái đó độc tố nhiều lắm. Gà với vịt với heo, heo đa số anh chị em mình hay cho ăn cái lá phổi, trong con heo nó yếu lắm, bao nhiêu độc tố nó vô cái lá phổi hết á. Rồi gà cũng vậy, cái lượng đạm nó nhiều, nó tích tụ mỡ trong cái ruột con tròn nhiều, xây ra con tròn nó yếu, cái đường ruột con tròn mình nó ngắn lắm, cho nên anh chị em cô chú mình á ăn được cá thì nó đầy đủ cái dinh dưỡng hơn, đầy đủ dưỡng chất hơn. Trước kia cách đây cũng phải 10 năm về trước em cũng thất bại vì ăn cái đầu gà công nghiệp, cái nào nó cũng có cái giá của nó rẻ thì nó có cái giá của nó thôi. Còn mình hiện tại là bên chạy em cho ăn cá chê, ăn cá chê thì nấu cháo lên nó dẻo thơm ngon lắm, so ra các loại cá thì nó là ngon nhất á, chứ nó không phải như cá phi, cá đồ, cá phi thì mình nấu nó ra nước, còn con cá chê mình nấu lên cái cháo nó dẻo nó ngon lắm nha anh chị em cô chú. Anh chị em cô chú mình mua số lượng nhiều nó sẽ rẻ đi, ví dụ bình thường thì nó cũng 30-40 ngàn ký đó, còn mình mua số lượng vài tạ thì nó bán cho mình chỉ có 25 ngàn thôi, con cả ký 2 ký á, thì lúc đó mình đem về mình nấu cháo thì nó sẽ dẻo thơm ngon hơn. Mua càng nhiều thì giá nó càng rẻ thôi, còn đa số anh chị em cô chú mình mua 5-10 ký á thì cái giá nó theo cái bán theo cho người ăn thì nó hơi cao, và anh chị em cô chú mình nó hơi ngại đó. Còn em thì mua số lượng lần 2-3 tạ thì nó chỉ có 25 ngàn một ký thôi, nó cũng ngang ngửa với cà phê rồi luôn, về nấu cháo nó ngon hơn. Thì anh chị em cô chú mình gắng áp dụng cái công thức là ăn cá, chứ đừng nên cho ăn thêm những cái thức ăn như gà, vịt, hổi, heo nè, mấy cái đó độc tố cao lắm. Ăn cá quanh năm, một năm 365 ngày là ăn cá hết đủ. Chọn em thì không bao giờ ăn gà với ăn vịt đâu. Hồi trước kia em thất bại 2-3 lần rồi, thì lúc đó mình chưa có kinh nghiệm, cách đây cũng 8-9-10 năm gì trước á, thì sau này em có được kinh nghiệm rồi thì bắt đầu là em áp dụng theo cái kỹ thuật là ăn cá hết, không có còn ăn gà vịt gì nữa đâu. Chia sẻ thêm như cô chú anh chị em mình á, mới vào nghề biết chút vậy nó dễ làm, để nhiều khi mình mới vào nghề cái nghe người này nói người kia nói cái mình làm theo tùm lum hết trơn, cuối cùng lại thất bại đem về mình đó. Thì em chia sẻ nó đơn giản chứ không gì khó đâu, con tròn mày nó chịu nhất là ăn cá đó, dinh dưỡng nó đầy đủ hơn, nó hợp nghi hơn, chứ anh chị em cô chú đừng có tính cái lợi nhuận rồi cứ thấy rồi cứ ham rẻ rẻ rồi cho nó ăn qua cái gà vịt vô hư con tròn mình hết, nó còi cọc hết à. Gà ăn vịt công nghiệp bây giờ sử dụng thuốc quá chắc không, cám cũng vậy, ăn vô quá chắc này nọ không à, không có tự nhiên. Còn con cá là nó tốt lắm, tại vì con cá nó nhạy cảm lắm anh chị em cô chú mình, nó không có độc tố nhiều đâu, không có sử dụng cái thuốc men, nên con cá lúc nào cũng sạch sẽ hết trơn á, nên mình gắng áp dụng vào cho ăn cá hay ha. Đực chiến của em nè, đực này cũng tới 6 ký mấy rồi, gần 7 ký á. Con này được tơ mới lớn lên cũng nhảy được rồi, tầm 5 ký ngoài. Có một cái tơ này nè, nó mới về lên giống đây thôi, nó bự quá trời bự luôn, 5 ký mấy á, bữa nay nó bự hơn nè, nhảy đực rồi bắt đầu nó phát tướng ra quá trời cái tướng rồi. Đó. Con này 7 ký rưỡi, nó cũng mới nhảy xong con cái tơ này đây, cho nó ra giống cho nó được chững bự đẹp. Về anh chị em cô chú mình con giống nó cũng tốt hơn đó, thì em cũng chia sẻ sơ vậy thôi, thì em cũng cảm ơn anh chị em cô chú mình đã theo dõi kênh em, thì em sẽ cố gắng làm thêm nhiều cái clip mới để mình góp thêm cái ý cho anh chị em cô chú mình đang theo dõi kênh em, hoặc là mới vừa chuẩn bị khởi nghiệp nè, biết thêm được cho mình làm cho nó dễ dễ một tí. Giờ này thì tròn nó còn nằm ngủ anh chị em cô chú mình ơi, giờ thì nó mới có 5:00 mấy 6 giờ, tầm khoảng chừng 9-10 giờ á, tròn nó đầu nó lung tung mình quay nó mới đẹp, còn bây giờ nó nằm nó cuốn cuốn rồi nó ngủ nhìn chán lắm đó. Như mấy con cái này của em thì sắp đẻ rồi, còn có 8-9 ngày nữa, mấy con này bụng quá trời to luôn nè, con mẹ này nó to lắm nha anh chị em cô chú mình, to dữ lắm, tầm 5-6 ký á. Thì cũng có con này con kia, mấy con này nó bự dữ lắm, nó trung bình nó cũng trên cũng phải 4 ký trở lên thì nó tròn mình nó mới đẹp được, còn giống là nó nhỏ hơn quá thì nó không có đạt cho mình đâu, trung bình tròn 4 ký
nhỏ nhất là cũng phải 4 kg, 5 kg, 6 kg nó mới đẹp, nó tròn được, bự hết rồi nè, tròn này nó bự ghê, bầu còn đẻ rồi. Thôi em cũng cảm ơn anh chị em cô chú mình đã theo dõi kênh em, hẹn gặp lại những cái clip sắp tới thì em sẽ cố gắng chia sẻ thêm. Thôi em xin chào và hẹn gặp lại nha.